Chưa đợi cô ăn vào miệng, liền bắt đầu buồn nôn. Anh ta nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sơ Uẩn lúc này rất sợ, nếu Cố Đình Thâm biết được, có phải sẽ ép cô bỏ đứa bé đi. Khi bác sĩ nói cô không sao, tảng đá trong lòng Sơ Uẩn mới rơi xuống. Sau khi ra ngoài, bác sĩ nói với Cố Đình Thâm cô mang thai rồi. Nhưng cô ấy vốn không muốn đứa bé này, vì trong thuốc Sơ Uẩn uống có thành phần tránh thai. Anh ta nghe xong rất ngạc nhiên, Sơ Uẩn không muốn con của mình. Sau đó lại nhớ tới những năm qua, bản thân đối xử với cô ấy như nào. Trong lòng có chút tự trách, nên nhờ bác sĩ đem số thuốc đó đổi thành thuốc dưỡng thai. Hàn Sở Nhất ở bên này bắt đầu tới châm chọc Sơ Uẩn, nhưng khiến cô ta không ngờ Sơ Uẩn đã không còn là cô gái để họ tùy tiện sỉ nhục nữa. Đừng trách tôi không nhắc cô, giờ cho dù có con, đó cũng là con riêng, không được công khai. Hàn Sở Nhất tức giận muốn giơ tay đánh Sơ Uẩn, kết quả lại bị bắt lấy và cảnh cáo sau này đừng xuất hiện trước mặt mình. Cố Đình Thâm nói đợi cô sinh ra con của anh ta sẽ đuổi cô đi, sau đó để tôi chăm sóc cho nó và gọi tôi là mẹ. Tôi muốn chôn sống cô, sợ quá. Có điều tôi có thể giúp cô bỏ đứa bé này đi. Anh ta nghe thấy tiếng vội đi tới. Hàn Sở Nhất nhìn thấy Cố Đình Thâm lại giả bộ đáng thương, nói mình có lòng tốt tới chăm sóc cô ấy, không ngờ Sơ Uẩn lại muốn chôn sống mình. Cố Đình Thâm không còn như lần trước, chưa phân trắng đen đã trách móc Sơ Uẩn mà bảo cô đừng xuống đất cẩn thận bị thương, sau đó đỡ Hàn Sở Nhất ra ngoài. Khi Sơ Uẩn muốn uống thuốc phát hiện vị không đúng, hiểu lầm là anh ta không muốn đứa con này, cố ý đổi thuốc nên vô cùng đau lòng, mà không biết tất cả là âm mưu của Hàn Sở Nhất. Bạn gái cũng vì gặp tai nạn bị đưa vào bệnh viện, mà anh ta lại gọi vợ đang mang thai tới, chỉ vì họ có cùng nhóm máu, còn bảo y tá có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, khiến Sơ Uẩn sụp đổ. Hàn Sở Nhất sau khi xuất hiện để hại đứa con trong bụng Sơ Uẩn, bảo cô rời khỏi Cố Đình Thâm, còn lén mua chuộc giúp việc để đổi thuốc, khiến cô hiểu lầm là chồng không muốn con của họ, trong lòng vô cùng đau đớn. Hàn Sở Nhất nhìn anh ta cẩn thận chăm sóc Sơ Uẩn, sức chịu đựng đạt đến giới hạn, lại bán thân mình để đối phương giúp xử lý Sơ Uẩn. Nhưng không ngờ anh ta vừa nghe là Cố gia, lập tức từ bỏ để nhanh chóng ngồi lên vị trí phu nhân Cố gia. Cô ta tìm tới anh trai Sơ Uẩn, anh ta vẫn luôn hận Sơ Uẩn vì cô hại bố, nhưng cho dù hận thế nào cũng vẫn là em gái mình, anh ta không muốn làm hại cô ấy. Ngày mai cô ta muốn tới thăm bố anh, có tư cách gì chứ? Bị hung thủ hại mình đến thăm viếng, anh đoán bố mình sẽ vui không? Người đàn ông bị hận thù che mờ mắt, nghe những lời cô ta nói. Hôm sau khi Cố Đình Thâm đưa sức này, Cố Đình Thâm mới biết mình yêu vợ nhường nào. Anh dùng sức lực cuối cùng gọi điện cho thuộc hạ, sau khi tỉnh lại kiên quyết đợi ở ngoài phòng Sơ Uẩn phẫu thuật. Trong lòng vô cùng hỗn loạn, thậm chí gọi điện cầu xin bạn gái cũ đến chuyển máu cho vợ. Không ngờ Sơ Uẩn mất đi đứa con, trong tiềm thức không muốn đối mặt, nên biến thành người thực vật. Hàn Sở Nhất nhìn thấy Cố Đình Thâm lo lắng như vậy, vô cùng căm hận, thề nhất định phải nhanh chóng giải quyết cô ấy. Không tiếc tiền thuê người tới bệnh viện hại Sơ Uẩn, anh ta nhìn không phải y tá trước đó cũng hơi nghi ngờ, nhưng không nói gì. May mà Diệp Bắc Phong nhìn ra Sơ Uẩn có chút kỳ lạ, kịp thời đưa cô vào phòng cấp cứu mới thoát được một mạng. Cố Đình Thâm điều tra mới biết là Hàn Sở Nhất muốn hại Sơ Uẩn, nên cho người bắt cô ta tới bệnh viện. Hàn Sở Nhất vẫn muốn rảo biện, nhưng anh ta trực tiếp lấy ra chứng cứ, hóa ra vụ tai nạn năm đó cũng là lên kế hoạch để được vào Cố gia, để mình hiểu lầm là Sơ Uẩn cố ý hại cô ta, sau khi kết hôn mới hành hạ cô ấy. Hàn Sở Nhất lúc này mới biết thế nào là sợ hãi, quỳ xuống cầu xin anh ta tha cho mình, nhưng Cố Đình Thâm lại không quan tâm. Sau khi xuất viện, anh ta ngày đêm ở bên cạnh Sơ Uẩn, nói về chuyện của họ, cho dù cô có nghe được hay không, anh ta vẫn kiên trì đọc nhật ký của cô. Chúng mình kết hôn rồi, anh ấy có thích mình không? Mình thật sự mệt quá, không yêu nổi nữa. Anh ta bật khóc, chưa từng nghĩ cô ấy lại yêu mình đến vậy. Sau một tháng, Sơ Uẩn cuối cùng có phản ứng, nghe tiếng nói, Cố Đình Thâm tưởng là ảo giác, anh không dám tin vợ thật sự tỉnh lại rồi, nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Anh ta vô cùng vui mừng, nhanh chóng ôm vợ vào lòng, nói lời xin lỗi, anh yêu em, hy vọng vợ có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cô gái yêu Cố Đình Thâm say đắm, cuối cùng đã lựa chọn tha thứ. Hai người lúc này nắm tay nhau hạnh phúc bước vào lễ đường.